Cùng với cả nước chung tay chia sẻ khó khăn đối với đồng bào miền Bắc bị thiệt hại nặng nề của cơn bão số 3, thì chương trình Nỗi Niềm Nghĩa Tình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đã có đợt kêu gọi sự ủng hộ từ các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ cho những đồng bào miền Bắc để khắc phục khó khăn và nhanh chóng ổn định sản xuất, ổn định cuộc sống. Nỗi Niềm Nghĩa Tình phát động quyên là ủng hộ đồng bào bão lũ miền Bắc từ ngày 13 đến 23 tháng 9, với cái tinh thần là quá như lá lành đùm lá rách, thể hiện con người dân tộc Việt là nghĩa đồng bào, như cổ nhân ta đã từng dạy là nhiều điều phụ lấy giả gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, để chia sẻ những mất mát của trận bão lũ đã gây thiệt hại cho 20 tỉnh thành của miền Bắc, là với tấm lòng của cá nhân tôi cũng như nhóm thiện nguyện cũng xin chia sẻ một phần nhỏ, mong bà con vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Trước nỗi đau tang thương của quý bà con ở các tỉnh phía Bắc bị cơn bão số 3 tàn phá, thì tôi nằm trong đoàn của chương trình Nỗi Niềm Nghĩa Tình cũng cố ít lòng nhiều sáng sẻ yêu thương đến quý bà con, xin chúc quý bà con sớm vượt qua nỗi đau mất mát này. Trở về nhà mấy ngày nay sau đợt điều trị dài ngày tại bệnh viện, anh Tín tiếp tục phải chịu đựng những cơn đau hành hạ cơ thể. Vậy là đã gần một năm anh Tín phải lên về bệnh viện chữa trị căn bệnh ung thư não trong nỗi đau đớn và chán chường. Chứng kiến tinh thần suy sụp của chồng, chị Thủy cũng gắng gượng tranh thủ những ngày không lên bệnh viện chạy thận. Chị lại đi bán ít rau trái, kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Giờ ngày mà khỏe thì đi mệt thì nghỉ, thấy khỏe thì đi bán để kiếm tiền để dập tiền. Ngày bán lên 40-50 nữa. Bây giờ có ba con họ cho người 20-30, người 20-30 để kiếm tiền thêm thu nhập nó chạy thẳng. Tham động tiền cho thành cỡ 5-6 triệu. Nhưng mà em gọi đi bữa dư thấy hơi bệnh viện đó qua em gọi đi bạn hành tuổi bạn ngủ thở em bất ngờ em lên nó ngay mà ngủ thở bất ngờ lên mệt nó gửi họ bạn đâu em phải đi bạn nữa mà bác sĩ đang là việc nặng nhưng mà mua tại đi ra các bạn được chất nắm kỹ, có tiền phải đi rồi. Đi lên mà họ mua cho họ cột kiếm cho mình, em đi điều nữa, còn mấy ngày đi lên ngủ từ 5 tháng 2 nữa. Thiếu máu có xí là ngủ rồi. Mười một năm chị Thủy mắc căn bệnh suy thận mạng, cũng là chừng ấy thời gian anh Tĩnh gánh vác trọng trách gia đình, làm chỗ dựa cho vợ bệnh tật và con gái đang học lớp 11. Vậy mà biến cố lại xảy đến với gia đình nhỏ đang trong hoàn cảnh khó khăn chất chồng. Bệnh tình của anh Tĩnh đã ở giai đoạn nguy hiểm. Khoản tiền điều trị chạy chữa bệnh lúc này đối với vợ chồng chị Thủy là quá lớn. Anh Tĩnh là một cái lao động chính, tuy nhiên thì 10 năm trở lại đây thì anh cũng lao động để mà kiếm thêm thu nhập cho gia đình và kiếm tiền chạy chữa bệnh cho vợ. Thì một tuần thì anh lao động chỉ có 4 ngày thôi, còn lại 3 ngày thì phải chạy chở vợ đi chạy thận. Vừa rồi đây thì làm lại một lần nữa khó khăn sẽ dồn dập đến cái gia đình này. Thì anh Tĩnh cũng là lâm vào cái bệnh u não, thì cũng là giai đoạn cuối, do đó thì cái hoàn cảnh gia đình này thì cả hai người là lâm bệnh nặng,
hầu như là trong gia đình không có một cái thu nhập nào nữa. Do đó thì sự khó khăn đó thì chính quyền địa phương tại thôn Thanh Hà ở đây cũng có vận động một số bà con quyên góp một số tiền nào đó để ủng hộ và hỗ trợ cho anh Tính phẫu thuật não. Tuy nhiên thì ca mổ về chi phí cũng có lớn vượt xa cái tâm của gia đình, và thôn thì hỗ trợ một phần nào đó thôi. Thứ nhất là cái hộ nghèo của thôn, thứ hai là có những cái phần hỗ trợ nào của nhà nước, hoặc là những cái phần hỗ trợ nào của các cái gia hảo tâm để chuyển đến cho gia đình an tĩnh để trong cái lúc hoàn nạn khó khăn này. Nỗi lo về con cái, bệnh tật và nợ nần luôn chất chồng trong tâm trí của người đàn ông trụ cột gia đình. Trước đây, mặc cho những mầm mống bệnh tật xuất hiện trong cơ thể, anh Tính vẫn nỗ lực làm thuê, làm mướn, kiếm thêm chút tiền cho vợ chạy thận và lo cho con gái ăn học. Để rồi, kết cục của những chuỗi ngày nỗ lực ấy là một cơ thể bình hoạn và những giọt nước mắt chua xót. Anh em mua khóc vậy, khóc năm sờ rồi đó, ngay mua khóc rồi đó. Yêu cái một tuổi năm khóc cả đêm rồi. Anh nói là tao không đau, tao bình dạ bác sĩ, bình dạ. Tự nhiên là mất, đã cho em đi chạy thật rồi, mất ngủ đấy. Thức sáng là tại sáng mai rồi. Nói là bác em chơi đi chụp phim. Chụp ra họ lại bị u não. Biểu nào lên xét nghiệm máu về mổ và đi dập viện, họ cho dập viện. Và mổ nào xong họ chuyển, hai tuần mà họ chuyển qua khoa ung bướu. Họ bảo là ung thư não. Đến với nhau trong nghèo khó, cuộc sống đồng cảnh ngộ. Hai vợ chồng cùng đồng cam cộng khổ để hướng tới tương lai tốt đẹp ở phía trước. Đứa con gái duy nhất chào đời, dù còn nhiều chật vật thiếu thốn, nhưng niềm vui đong đầy khi được làm cha, làm mẹ đã làm chị Thủy an tĩnh vơi bớt bao nhọc nhằn. Vậy mà cuộc đời lại không hề ưu ái cho hạnh phúc đơn sơ của gia đình nhỏ khi chị Thủy phát hiện căn bệnh suy thận mạng. Giờ thì cả vợ cả chồng đã phải làm quen với cảnh hàng tuần phải dắt nhau lên về bệnh viện điều trị bệnh. Vợ đau trước, rồi đến khi chồng đau, tôi thấy hoàn cảnh rất là có éo le. Thì đi bệnh viện đưa về thì giống như giờ anh em ở làng ở xóm người, 50 người khác, 30 người thì chụp cho là hoàn cảnh đó. Chứ nói ra thì chạy nước mắt cho tôi, mới chứ rồi là giờ cho hàng xóm cho vì là trong gia đình mà cho người 150 chứ rồi, mới chứ rồi là bữa đi. Vợ đau thì chồng đau, con học cũng được nữa mà tôi sáng thì lên cha đi chiều về lên mẹ mà thấy rồi hoàn cảnh rồi bị bộ, bị đụng xe nữa. Ôi cha thấy bức quả tôi luôn á. Hàng xóm muốn đồ rồi, cho chị đồ tiền chứ thôi tiền mô mà đi chạy thần, khuyên góp chứ đi chạy mãi nữa. Con đi học cũng lên coi chứ cũng vất bỏ cũng... Thời gian con cũng lo lên chăm mẹ rồi chăm ba, chăm độ đau luôn. Con quay như thấy bố anh thấy nằm quá tội lỗi luôn. Ăn cháo thì đụng vô, về lên về xuống. Còn chị thì quay như là đau là cái đau mại đến chảy rồi, mổ mới mổ tay và rồi là mổ hai ba dao luôn. Chứ nó quá tội lúc thì tưởng tượng mình đau chứ hết mà mình cũng quá đau khổ luôn. Chứ hưởng như người ta mà đau như đi thì mình chịu chứ nổi. Bệnh tật đang cản trở từng bước đi của gia đình nhỏ này. Hai vợ chồng chị Thủy đến giờ vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng. Cuộc sống mong manh của anh Tính đang trông chờ vào điều kỳ diệu của những chiếc bình hóa chất, của những đợt xạ trị. Chị Thủy cũng đang rất cần kinh phí để chạy thận 3 lần mỗi tuần. Nỗi lo lắng trong lòng chị Thủy anh Tính ngày càng dồn dập. Còn quá nhiều điều vợ chồng chị Thủy muốn làm để lo cho việc học hành và tương lai của con gái. Bà lại cho nghỉ học.
cho nghỉ học mà chăm hẳn, chăm ba. Mà thầy thầy xin tiền cho học của tôi. Sợ hẳn ra giờ để thương nhận hụt bỏng. Nhận được điều bạn đưa cho em. Nó đưa cho mẹ mua đồ cho bà hẳn. Trong cho anh khỏe mình. Để chờ cho em đi chị thân. Chứ ngồi chờ khỏe được. Bà hồi 20 ngày, 15 ngày là lên tại khám. Lên về bình thường xuyên rồi. Lên mệt thì đi dịp viện. Không em phải chạy ngay, nghỉ ngay. Chạy con trộn một câu này mà. Một tay nó hết rồi. Bác nói khi mua mệt là phải lên dịp viện cấp cứu. Sợ chỗ này đôi sợ. Sợ người con mẹ tôi. Chào chị Thủy Anh Tín ạ. Ngày hôm nay chương trình Nỗi Niềm Người Tình ghé thăm anh chị và biết được cái hoàn cảnh khó khăn bệnh tật của anh chị. Thì ngay bây giờ chương trình sẽ trao cho anh chị một món quà là 21 triệu đồng. Mong là sẽ hỗ trợ một phần để anh chị tiếp tục điều trị bệnh. Trước hết đó là món quà đến từ thành phố Hồ Chí Minh của doanh nhân Lê Xuân Hoàng gửi đến anh chị 4 triệu đồng. Và tiếp theo xin mời cô Dân tiếp tục trao món quà đến cho gia đình của chị Thủy Anh Tín. Chào anh chị, hôm nay chương trình Nỗi Niềm Người Tình đến thăm và gửi cho anh chị là số tiền là 21 triệu đồng. Trong đó thì công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế gửi đến anh chị 1 triệu. Công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế anh chị 1 triệu. Ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Phú Xuân gửi đến anh chị 1 triệu. Thẩm mỹ viện Nam Phương gửi đến anh chị 1 triệu. Bác Hữu Trí, Nguyễn Hữu Trí ở phường Trường An, thành phố Huế gửi đến anh chị 1 triệu. Dạ, xin cảm ơn cô. Và còn đây nữa đó là phần quà một bao gạo của cô Quảng Hành ở Lê Duẩn gửi đến cho gia đình anh chị. Và nhà phân phối Vi Tran Phúc Huế cũng gửi đến cho anh chị là một thùng sữa. Em cảm ơn TRT, cảm ơn chị đã quan tâm ủng hộ đến gia đình cho em. Quý vị và các bạn có thể tiếp tục ủng hộ đến cho gia đình của chị Thủy và anh Tín ở thôn Thanh Hà, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Điền hoặc liên hệ thông qua chương trình Nỗi Niềm Người Tình, phòng thời sự Đài Phát Thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế số 58 đường Hùng Vương, thành phố Huế. Chương trình Nỗi Niềm Người Tình cũng xin đặc biệt cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài tỉnh, chị em tiểu thương ở chợ Đông Ba, Tây Lộc, Bình Ngự, An Cừu, Thuận An, Nam Đông và A Lưới đã chia sẻ hỗ trợ về những hoàn cảnh mà chương trình đã phản ánh trong suốt thời gian qua. BIDV vững bước tiên phong đồng hành phát triển.